Xin chào mọi người, lại là mình Jenny đây Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Sạp dư Shibik của Jenny Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng với Jenny hãy điểm lại những tin tức hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé Sự thật cuộc ly hôn chấn động Shibik có phải do ngoại tình? Ngày hôm qua, showbiz hoa ngữ đón nhận thông tin chấn động khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn Lý do cả hai đưa ra chỉ là công việc quá bận rộn, nên gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều Tuy nhiên, nhiều netizen cảm thấy không thỏa đáng với lý do trên. Thông tin khiến cả làng giải trí xứ Trung chấn động. Khoảng một tháng qua, cặp đôi đều vướng tin đồn ly hôn nhưng vẫn im lặng. Một cư dân mạng đã đăng tải thông tin ám chỉ việc Triệu Lê Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đường ai nấy đi. Người này còn đăng kèm hình ảnh chụp lại Triệu Lê Dĩnh trên tay cầm theo cuốn sổ đỏ và cho biết đó là giấy chứng nhận ly hôn. Triệu Lê Dĩnh, Phùng Thiệu Phong từng được xem là cặp đôi đẹp nhất trong giới si biết. Cả hai bén duyên từ bộ phim Nữ Nhi Quốc nhưng mà cho đến năm 2017, Triều Lê Dĩnh và Phùng Thiểu Phong mới trở nên thân thiết hơn và bắt đầu hiện hò. Tuy nhiên, đôi bên vẫn liên tục phủ nhận thông tin trên. Mãi đến tháng 10 năm 2018, Triều Lê Dĩnh và Phùng Thiểu Phong mới bất ngờ công khai quyết định tình cảm trên Weibo cùng với giấy đăng ký kết hôn của cả hai. Thông tin trên đã liên tiếp gây xôn xao khắp các diễn đàn mạng một thời gian dài. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, con trai đầu lòng của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiểu Phong chào đời điều này đồng nghĩa để chứng minh cho việc cả hai kết hôn vì bác sĩ bảo cưới trong lúc tình hình đang rối ren một blogger bất ngờ chia sẻ bài viết tố phùng thiệu phong ngoại tình đáng nói nhân vật tiểu tam trong drama mới này lại là hàng dịp nữ diễn viên đóng vai a hoàng có tên là đan quốc đây cũng là bộ phim có sự xuất hiện của cả hai vợ chồng chính vì vậy bê bối này càng trở nên ly kỳ và phức tạp ngay sau khi tin đồn này xảy ra nửa đêm hàng dịp đăng bài viết dài tỏ thái độ khó chịu chuyện gì xảy ra thế này không hề ngờ rằng có một ngày ngồi hỏng drama lại có cả mình trong đó. Minh Lan truyện quay xong đã được 3 năm rồi, tôi chỉ hợp tác với hai người họ mà thôi. Chẳng hiểu ai là người tung tin đồn nữa, mong mọi người hãy lý trí hơn. Nếu như tôi còn bị tung tin đồn sai sự thật một lần nữa, tôi sẽ nhờ pháp luật kem thiệp đấy. Được biết, Hàng Diệp sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Hế kịch Trung ương, tuy nhiên lại không phải là diễn viên, tên tuổi trong làng giải trí hiện nay. Nhờ có Minh Lan truyền mà Hàng Diệp được nhiều người biết đến hơn, hiện tại phùng thiệu phong chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn trên tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên tài tử họ phùng vướng bê bối ngoại tình thậm chí thời điểm triệu lệ dĩnh mang bầu và sinh con ông sẽ còn bị tổ toàn tim bên ngoài với một hóp gơ mạng lúc hẹn hò nam tài tử sẽ chui vào vali để quản lý đẩy tới nơi gặp người tình thời điểm đó tiểu tam này chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội với những lời lẽ yêu đương gây xôn xa mạng xã hội theo đó, tiểu tam mà Phùng Thiệu Phong được cho là tầm tim ở bên ngoài, sở hữu ngoại hình thanh tú, ngọt ngào, thậm chí còn được nhận xét có nét giống với Triều Lệ Dĩnh. Cả hai gặp nhau vào khoảng thời gian Triều Lệ Dĩnh vừa mới sinh con. Phùng Thiệu Phong liên tục bay tới Thành Đô để tham gia sự kiện. Nơi đây là chỗ để hai người hẹn hò. Cô gái này có tên là Emma, học tại Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên. Cô gái này khoe với những người bạn mình của mình rằng mình nhận được những tin nhắn thân thiết, báo giờ nghỉ ngơi của người được cho là Phùng Thiệu Phong. Tin nhắn cũng cho biết mối quan hệ liên lúc của hai người rất khó khăn. Cặp đôi gặp nhau rất ít, thậm chí Phùng Thiệu Phong còn phải chui vào vali mới có thể ra ngoài, hù huy với Tiểu Tam. Trong tiếng nhắn, cô gái này viết, bọn tớ không ở chung phòng, sợ bị chụp được lắm. Anh ấy mua một cái vali rất to rồi chui vào đó, chờ lấy đạn ngay vali tới chỗ tớ. Trong tiếng nhắn, người đàn ông được cho là tài tử họ Phùng còn lên tiếng chê bai cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán và gò bỏ. Phùng Thiệu Phong từng phản ánh rất cay gắt và đòi đâm đơn kiện những ai tung tin sai sự thật. Thời điểm đó, Sinet đứng về phía Phùng Thiệu Phong, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại im lặng không có phản ứng nào. Giờ đây, khi mối quan hệ của cả hai thật sự rạn nứt, người hâm mộ mới giật mình nhìn lại và suy đoán rằng khoảng thời gian đó chắc chắn là vô cùng nặng nề đối với nàng diễn viên sở kêu chuyện khi bỗng dân trở thành tâm điểm của một scandal lớn tới như vậy. Sau tin scandal ly hôn nổ ra, netizen đã lật lại bài phỏng vấn cũ của, của tài tử Phùng Thiệu Phong khi nói về Triệu Lê Dĩnh. Khi tham gia một show truyền hình, anh nghẹn ngào nói với trước ống kính, vậy rốt cuộc em có thật sự muốn kết hôn với anh hay không? Có thật sự yêu anh hay không? Hay chỉ vì cần phải yêu, cần phải kết hôn nên mới ở bên anh mà thôi? Vì lời chia sẻ này, netizen cũng bày tỏ sự hoài nghi, phải chăng cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lê Dĩnh không có tình yêu? Đáng chú ý, MC của chương trình đã phát hiện ra trên tay của Phùng Thiều Phong không hề đeo nhẫn cưới. Nam diễn viên nói với giọng điệu buồn bã: Cho tới tận bây giờ em vẫn chưa có nhẫn cưới. Khi được hỏi vì sao, tài tử họ Phùng ấp úng hồi lâu rồi bộc bạch. Em cũng không biết nữa, vợ em chưa từng đưa nhẫn cưới cho em. Nghe xong những lời chia sẻ này, nên Jane cảm thấy vô cùng xót xa cho mối quan hệ của cả hai. Thời điểm tham gia show này, hai vợ chồng vừa đón quý tử tưởng tưởng, chào đời. Có thể thấy ngay thời điểm hiện tại, Cặp đôi đã có những khúc mắc trong mối quan hệ mà chỉ có hai người mới hiểu được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để có thể nhận những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video lần sau.